Thực ra là em nghĩ là nếu mà chuẩn thì chân không, thì xài chân không là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà để kiểm tra, rò rỉ thì cứ quất này được. Ok đấy. Thử với những khác nó biết liền. Đó. Là giảm hay không liền. Không biết ra mình biết là nên dùng cái gì để check tốt, phù hợp. Giảm độ nhạy xuống cái này, gạt này giảm độ nhạy hơn. Để tìm cái chỗ nó nhỏ hơn. Đấy, kiểu này giảm xuống là nhỏ hơn. Thôi để đi. Sát không thấy, đúng không? Ừ, cái này nhỏ quá không thấy. Để độ nhẹ cao nhất. Đấy, nhẹ nhất là phát thấy lên luôn. Mật độ tăng dần tăng thôi. Đó.